Toàn văn bài giảng thứ tư lễ cho của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu mùa chay bằng cách nhận cho ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Cho bụi rắc trên đầu chúng ta đưa chúng ta trở lại thực tại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cho bụi và sẽ trở về bụi cho. Chúng ta yếu đuối, mỏng giòn và dễ chết. Hàng thế kỷ và thiên niên kỷ đã trôi qua. Chúng ta đến rồi đi. Trước sự bao la của các thiên hà và không gian, chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta là cho bụi trong vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta là bụi cho được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa thấy hài lòng khi thu thập cho bụi trong tay Ngài và thở vào đó hơi thở của sự sống. Do đó, chúng ta là một hạt bụi quý giá, được tiền định cho sự sống đời đời. Chúng ta là cho bụi trần gian. Trên đó Thiên Chúa đã tuôn đổ thiên đàng của Ngài, là cho bụi chứa đựng những giấc mơ của người. Chúng ta là niềm hy vọng của Chúa, là kho báu và vinh quang của người. Cho bụi vì thế là một lời nhắc nhở về phương hướng cho sự tồn tại của chúng ta, đó là hành trình từ cho bụi đến cuộc sống. Chúng ta là bụi, đất và đất sét. Nhưng nếu chúng ta để cho mình được tạo hình bởi bàn tay của Chúa, chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó kỳ diệu. Nhưng thường khi, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ thấy khía cạnh cho bụi của mình. Nhưng Chúa khích lệ chúng ta trong mắt Ngài, sự nhỏ bé của chúng ta có giá trị vô hạn. Vì vậy, chúng ta hãy can đảm. Chúng ta được sinh ra là để được yêu thương. Chúng ta được sinh ra là để trở thành con cái Chúa. Anh chị em thân mến, cầu xin cho chúng ta có thể ghi nhớ điều này khi chúng ta bắt đầu mùa chay này. Vì mùa chay không phải là thời gian cho những bài giảng vô ích, nhưng là thời điểm để nhận ra rằng cốt cách cho bụi thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đó là một thời gian của ân sủng, một thời gian để cho Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng tình yêu và qua đó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này để đi từ cho tàn đến cuộc sống. Vì vậy, chúng ta đừng biến hy vọng và giấc mơ của Chúa cho chúng ta thành bột và tro. Chúng ta đừng phát triển sự cam chịu. Anh chị em có thể đặt câu hỏi, tôi có thể tin tưởng thế nào đây? Thế giới đang vỡ ra thành từng mảnh. Sợ hãi đang phát triển. Có quá nhiều ác ý xung quanh chúng ta. Xã hội đang ngày càng mất dần tính Kitô. Chẳng lẽ anh chị em không tin rằng Thiên Chúa có thể biến cho bụi chúng ta thành vinh quang sao? Cho chúng ta nhận được trên trán sẽ ảnh hưởng đến những suy nghĩ đi qua tâm trí của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, là con cái Chúa, chúng ta không thể dành cả đời để chạy theo cho bụi. Từ đó một câu hỏi có thể đi vào lòng chúng ta, tôi đang sống vì cái gì? Nếu chỉ vì những thực tại phù du của thế giới này, tôi sẽ trở về cho bụi, khi từ khước những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi sống chỉ để kiếm tiền, để có thời gian vui vẻ, để có được một chút thế giá hoặc thăng tiến trong công việc, tôi đang sống vì cho bụi. Nếu tôi không hài lòng với cuộc sống vì tôi nghĩ rằng tôi không được người ta tôn trọng đủ hoặc không nhận được những gì tôi nghĩ lẽ ra tôi phải được, thì tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cát bụi. Đó không phải là lý do tại sao chúng ta đã được đưa vào thế giới này. Chúng ta có giá trị hơn rất nhiều. Chúng ta sống vì những gì cao trọng hơn. Vì chúng ta được tiền định để biến giấc mơ của Chúa thành hiện thực và để yêu thương. Cho được rắc lên đầu chúng ta để ngọn lửa tình yêu có thể thắp lên trong trái tim chúng ta.
chúng ta là công dân của thiên quốc. Và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và người lân cận là hộ chiếu của chúng ta đối với thiên đàng. Những tài sản trần thế của chúng ta rồi ra sẽ cho thấy chỉ là vô dụng. Cho bụi thì tan rã. Nhưng tình yêu chúng ta chia sẻ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo hội và trên thế giới sẽ cứu chúng ta, vì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho chúng ta nhận được nhắc nhở chúng ta về một con đường thứ hai và ngược lại, từ cuộc sống đến cát bụi. Xung quanh chúng ta thấy cho bụi của cái chết. Cuộc sống bị giản lược thành cho tàn, đống đổ nát, hủy diệt, chiến tranh. Cuộc sống của những người vô tội không được chào đón. Cuộc sống của những người nghèo bị loại trừ. Cuộc sống của những người già bị bỏ rơi. Chúng ta tiếp tục hủy hoại bản thân chúng ta, trở về với cho bụi. Và có biết bao những bụi bặm trong các mối quan hệ của chúng ta. Hãy nhìn vào ngôi nhà và gia đình của chúng ta, những cuộc cãi vã của chúng ta. Chúng ta không có khả năng giải quyết xung đột. Không muốn xin lỗi, tha thứ, bắt đầu lại. Trong khi cứ khăng khăng khẳng định quyền tự do và quyền lợi của chúng ta. Tất cả cho bụi này làm lem luốc tình yêu của chúng ta và hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Ngay cả trong giáo hội, ngôi nhà của Thiên Chúa, chúng ta đã để chồng chất quá nhiều cho bụi tinh thần thế gian. Chúng ta hãy nhìn vào bên trong, vào trái tim của chúng ta đã bao nhiêu lần dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng cho tàn của sự giả hình. Đạo đức giả là sự bẩn thỉu mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta phải loại bỏ. Thật vậy, Chúa bảo chúng ta không chỉ thực hiện các công việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, mà còn phải làm những việc này mà không khua chiêng đánh trống, ăn ở hai lòng hay giả hình. Nhưng, chúng ta thường chỉ làm điều này điều kia cốt để được công nhận, để được vênh vang, để thỏa mãn cái tôi của chúng ta. Chúng ta thường tuyên xưng mình là Kitô hữu, nhưng trong tâm hồn chúng ta lại dễ dàng chiều theo những đam mê đang nô lệ hóa cho chúng ta. Biết bao lần chúng ta giao giảng một đàng, thực hành một nẻo. Biết bao lần chúng ta làm cho mình trông thanh cao bề ngoài trong khi nuôi dưỡng mối hận thù bên trong. Biết bao thói ăn ở hai lòng trong trái tim chúng ta. Tất cả đều là bụi bặm làm lem luốc, là cho tàn dập tắt ngọn lửa tình yêu. Chúng ta cần phải được thanh tẩy khỏi tất cả bụi bặm đã làm dơ bẩn trái tim của chúng ta. Bằng cách nào? Thưa, lời hiệu triệu khẩn cấp của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay có thể giúp chúng ta. Thánh Phaolô nói, hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Ngài không chỉ yêu cầu, nhưng Ngài van xin nhân danh Đức Kitô. Chúng tôi nài xin anh em hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Chúng ta thường nói, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nhưng không, Thánh Phaolô sử dụng hình thức thụ động, hãy để cho mình được làm hòa. Sự thánh thiện không đạt được bằng nỗ lực của chúng ta, vì đó là ân sủng. Tự mình chúng ta không thể loại bỏ những tro bụi làm dơ bẩn trái tim chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu, đấng thấu suốt và yêu mến trái tim của chúng ta, mới có thể chữa lành nó. Mùa chay là thời gian chữa lành. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Trong hành trình hướng tới lễ phục sinh, chúng ta có thể thực hiện hai hành trình. Thứ nhất, là hành trình từ tro bụi đến cuộc sống, từ nhân loại mong manh của chúng ta đến nhân loại của Chúa Giê-xu, đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể dừng lại trong chiêm niệm trước mặt Chúa chịu đóng đinh và lặp lại, lạy Chúa Giê-xu, Chúa yêu mến con,
xin biến đổi con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến con, xin biến đổi con. Và một khi chúng tôi đã nhận được tình yêu của Người, khi chúng ta khóc vì nghĩ đến tình yêu đó, chúng ta có thể thực hiện hành trình thứ hai bằng cách quyết liệt không bao giờ rơi từ cuộc sống trở lại cát bụi. Chúng ta có thể nhận được ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải, bởi vì ở đó ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy cho cốt tội lỗi của chúng ta. Vòng tay ôm ấp của Chúa Cha trong phép giải tội canh tân chúng ta từ bên trong và thanh tẩy trái tim của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta để cho mình được hòa giải. Ngõ hầu có thể sống như những con cái được yêu thương, như những tội nhân được tha thứ và chữa lành, như những khách lữ hành có người ở bên cạnh. Chúng ta hãy để cho mình được yêu, để chúng ta có thể yêu lại. Chúng ta hãy cho phép mình đứng lên và tiến bước hướng về lễ phục sinh. Khi đó, chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui khám phá cách thế Thiên Chúa nâng chúng ta lên từ đống tro tàn của chúng ta. Hôm nay, khi chúng ta bước vào mùa chay, Chúa nói với chúng ta khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời, ban thưởng. Điều đó có thể gây ngạc nhiên, nhưng trong bài tin mừng hôm nay, từ chúng ta nghe thường xuyên nhất là phần thưởng. Thông thường, vào thứ tư lễ cho, chúng ta nghĩ nhiều hơn đến sự cam kết đòi hỏi bởi hành trình đức tin, hơn là phần thưởng là mục tiêu của cuộc hành trình đó. Tuy nhiên, hôm nay Chúa Giêsu lặp đi lặp lại từ đó, phần thưởng dường như là lý do cho hành động của chúng ta. Tuy nhiên, trong trái tim của chúng ta, thực sự có một khát khao, mong muốn được ân thưởng. Điều này thu hút và thúc đẩy chúng ta. Tuy nhiên, Chúa nói đến hai loại phần thưởng mà cuộc sống của chúng ta có thể nhận được, phần thưởng từ Cha và mặt khác, phần thưởng từ thế gian. Phần thưởng thứ nhất là vĩnh cửu, là phần thưởng đích thực và chung cuộc, là mục đích của cuộc đời chúng ta. Phần thưởng thứ hai là phù du, là một ánh sáng mà chúng ta tìm kiếm bất cứ khi nào sự ngưỡng mộ của người khác và thành công trên thế gian trở thành điều quan trọng nhất đối với chúng ta, là sự hài lòng lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên, phần thưởng thứ hai này chỉ là một ảo ảnh. Nó giống như một ảo tưởng mà một khi chúng ta đến đó, chúng ta nhận ra ngay đó chỉ là ảo ảnh. Nó khiến chúng ta không thỏa mãn. Sự bồn chồn và bất mãn luôn thường trực đối với những người hướng đến một thế giới đầy thu hút nhưng rồi lại thất vọng. Những người tìm kiếm phần thưởng thế gian không bao giờ tìm thấy hòa bình, cũng chẳng đóng góp gì cho hòa bình. Họ mất dấu Cha và anh chị em của họ. Đây là rủi ro mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Và vì vậy, Chúa Giêsu bảo chúng ta anh em hãy coi chừng. Như muốn nói, anh em có cơ hội được hưởng một phần thưởng vô hạn, một phần thưởng có 102. Vì vậy, hãy coi chừng và đừng để mình bị lóa mắt bởi vẻ bề ngoài, theo đuổi những phần thưởng rẻ tiền khiến anh em thất vọng ngay khi chạm tay vào chúng. Nghi thức nhận cho trên đầu nhằm bảo vệ chúng ta khỏi sai lầm là đặt phần thưởng nhận được từ thế gian trước phần thưởng mà chúng ta nhận được từ Chúa Cha. Dấu chỉ khắc khổ này khiến chúng ta suy ngẫm về sự phù du của thân phận con người chúng ta. Dấu chỉ ấy giống như một loại thuốc có vị đắng nhưng lại có tác dụng chữa bệnh chuộng vẻ bề ngoài. Một căn bệnh tâm linh nô lệ chúng ta và khiến chúng ta lệ thuộc vào lòng ngưỡng mộ của những người khác. Đó là sự nô lệ đích thực của đôi mắt và lòng trí.
Đó là một chế độ nô lệ khiến chúng ta sống hết mình vì hư danh. Trong đó điều quan trọng không phải là trái tim thuần khiết của chúng ta mà là sự ngưỡng mộ của người khác. Không phải Chúa nhìn chúng ta như thế nào, mà là thế gian nhìn chúng ta ra sao. Chúng ta không thể sống tốt nếu chúng ta sẵn sàng hài lòng với phần thưởng đó. Vấn đề là căn bệnh chuộng vẻ bề ngoài này đe dọa ngay cả những khu vực linh thiêng nhất. Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta ngày nay, rằng ngay cả việc cầu nguyện, bác ái và kiêng ăn cũng có thể trở nên tự quy chiếu. Trong mọi hành vi, dù là cao thượng nhất, cũng có thể ẩn chứa sâu xa sự tự mãn. Lúc đó trái tim của chúng ta không hoàn toàn tự do, vì nó tìm kiếm, không phải tình yêu của cha và anh chị em của chúng ta, mà là sự tán thành của con người, sự vỗ tay của mọi người và vinh quang của chính chúng ta. Mọi thứ sau đó có thể trở thành một kiểu giả vờ trước mặt Chúa, trước chính mình và trước người khác. Đó là lý do tại sao lời Chúa thúc giục chúng ta hãy nhìn vào bên trong và nhận ra sự giả hình của chính mình. Chúng ta hãy chẩn đoán bệnh chuộng bề ngoài mà chúng ta tìm kiếm và cố gắng vạch mặt chúng. Điều đó sẽ tốt cho chúng ta. Cho tàn nói lên sự trống rỗng ẩn sau cuộc truy tìm điên cuồng để giành lấy những phần thưởng trần thế. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng tinh thần thế gian giống như lớp bụi được cuốn đi bởi một cơn gió nhẹ. Anh chị em ơi, chúng ta không ở trên đời này để đuổi gió. Lòng chúng ta khát khao sự vĩnh cửu. Mùa chay là thời gian được Chúa ban cho chúng ta để đổi mới, nuôi dưỡng đời sống nội tâm và hành trình hướng tới lễ phục sinh. Hướng tới những điều không qua đi, hướng tới phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được từ Chúa Cha. Mùa chay cũng là một hành trình chữa lành. Không phải thay đổi trong một sớm một chiều mà là sống mỗi ngày với một tinh thần đổi mới, một phong cách khác biệt. Cầu nguyện, bác ái và ăn chay là những trợ giúp cho điều này. Khi được thanh tẩy bởi cho của mùa chay, được thanh tẩy khỏi vẻ giả hình của dáng vẻ bề ngoài, cầu nguyện, bác ái và ăn chay thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và khôi phục trong chúng ta mối quan hệ sống động với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta và với chính chúng ta. Cầu nguyện, cầu nguyện khiêm nhường, cầu nguyện nơi kín đáo, trong phòng của chúng ta, trở thành bí quyết làm cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa ở mọi nơi khác. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại, ấm áp trong tình cảm và sự tin cậy, là điều an ủi và mở rộng tâm hồn chúng ta. Trong mùa chay này, chúng ta hãy cầu nguyện trên hết bằng cách nhìn lên Chúa chịu đóng đinh. Chúng ta hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận sự dịu dàng đầy cảm động của Thiên Chúa. Và trong những vết thương của người, hãy đặt những vết thương của chính chúng ta và của thế giới chúng ta. Chúng ta đừng lúc nào cũng vội vàng nhưng hãy tìm thời gian để đứng trong thinh lặng trước Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Chúng ta hãy khám phá lại sự hiệu quả và đơn giản của cuộc đối thoại chân thành với Chúa. Vì Thiên Chúa không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Thay vào đó, Ngài thích được tìm thấy nơi kín đáo, là bí mật của tình yêu, tránh xa mọi sự phô trương và ồn ào. Nếu lời cầu nguyện là chân thật, thì nó nhất thiết phải sinh hoa trái nơi lòng bác ái. Và lòng bác ái giải phóng chúng ta khỏi hình thức nô dịch tồi tệ nhất, đó là nô lệ cho bản thân. Lòng bác ái mùa chay, được thanh tẩy bởi đống cho tàn này, đưa chúng ta trở lại những gì thiết yếu, đến với niềm vui sâu sắc khi cho đi. Bố thí, khi được thực hành xa ánh đèn sân khấu, lấp đầy trái tim bằng sự bình an và hy vọng. Nó tiết lộ cho chúng ta vẻ đẹp của việc cho đi, mà khi đó trở thành nhận lại.
và do đó cho phép chúng ta khám phá ra một bí mật quý giá, đó là lòng chúng ta vui khi cho hơn là khi nhận. Cuối cùng là chay tịnh. Ăn chay không phải là ăn kiêng. Thật vậy, chay tịnh giải phóng chúng ta khỏi sự quy hướng bản thân và sự tìm kiếm đầy ám ảnh vóc dáng thể chất gọn đẹp, nhằm giúp chúng ta giữ gìn vóc dáng không chỉ về cơ thể mà còn về tinh thần. Chay tịnh khiến chúng ta đánh giá cao mọi thứ theo đúng giá trị của chúng. Chay tịnh nhắc nhở chúng ta một cách cụ thể rằng cuộc sống không được phụ thuộc vào khung cảnh phù du của thế giới hiện tại. Cũng thế, chay tịnh không chỉ giới hạn ở thức ăn. Đặc biệt trong mùa chay, chúng ta nên kiêng khem bất cứ thứ gì có thể tạo ra nơi chúng ta bất kỳ một dạng nghiện ngập nào đó. Đây là điều mà mỗi chúng ta nên suy ngẫm, để chay tịnh theo cách sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của chúng ta. Cầu nguyện. Bác ái và chay tịnh cần phải được thực hiện một cách kín đáo, nhưng điều đó không đúng với tác dụng của chúng. Cầu nguyện. Bác ái và chay tịnh không phải là liều thuốc chỉ dành cho chúng ta mà còn cho tất cả mọi người, chúng có thể thay đổi lịch sử. Thứ nhất, bởi vì những người trải nghiệm hiệu ứng của chúng hầu như truyền sang cho những người khác một cách vô thức. Nhưng trên hết, vì cầu nguyện, bác ái và chay tịnh là những cách chính yếu để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta và trong thế giới. Cầu nguyện, bác ái và chay tịnh là vũ khí của tinh thần và với những điều đó, vào ngày cầu nguyện và ăn chay cho Ukraine này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình mà con người không có khả năng tự xây dựng. Lạy Chúa, Chúa thấy nơi những gì là kín nhiệm và Chúa ban thưởng cho chúng con ngoài sự mong đợi của chúng con. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của những người tín thác nơi Chúa đây, đặc biệt là những kẻ bé mọn, những người bị thử thách nặng nề, và những người đau khổ và những người phải chạy trốn trước tiếng gầm của vũ khí. Xin Chúa khôi phục sự bình yên cho tâm hồn chúng con. Và một lần nữa, xin ban bình an của Chúa cho những ngày này của chúng con. Amen.